Hello, cả nhà. Mình đang đứng trước hai cây bông giấy nè cả nhà ơi. Hai bông giấy Mỹ. Hai cây bông giấy Mỹ cực kỳ đẹp luôn, cái màu cực kỳ tươi và gốc lâu năm. Và đi song song đó thì cái giá nó cũng không hề đơn giản. Giá cũng tương đối là cứng. Đối các bạn là giá bao nhiêu mỗi một cây bông giấy này? Mấy bạn có thường coi phim Tề Thiên, phim Tây Du Ký á, mà ở trên trên gọi là cung cung đình á, ở trên thiên đình. Thiên đình là trên trời đó, chỗ Ngọc Hoàng mà Tô Ngộ Không hay phóng dèo 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 lên á, thì mấy cái cây này nó cong giống như đầu tiên đó, cây đầu tiên uốn uốn quẹo quẹo mà cái gốc lâu năm. Trong phim đó thì người ta sẽ đầu tư những cái cây dáng đẹp để lên hình đẹp, thì đó thì đi song song đó thì cái giá nó cũng không hề thấp. Mình cũng không nói vòng vo nha các bạn. Cái cây này á, thì trị giá là 60 triệu theo như chủ vườn đã báo giá. 60 triệu nha các bạn. Cái dáng rất là đẹp. Và cây kế bên đây thì là 50 triệu. Cây kế bên đây là 50 triệu nha mọi người. Ai mà cho kiểu bonsai, nhà doanh nghiệp hoặc là những bạn bè nào có nhu cầu cần mua thì hãy comment bên dưới và em sẽ liên lạc lại để thương lượng với chủ doanh nghiệp cũng như là chủ của những cây kiểng bonsai này. Quay hướng nào cây nó mới sáng lên ta? Nhìn từ trong hai cây đó mọi người. Hai cây, cây này là 50 triệu, cây bên đây là 60 triệu, trên lệch nhau là 10 triệu. Mà nhìn cái gốc bên đây có vẻ nó bự hơn, to hơn và dáng cũng uyển chuyển hơn. Còn cây bên đây á, thì nó có dạng cái dáng giống như cây dù vậy đó. Cây dù thẳng đứng thân một cốt. Mà bên đây á, thì cái dáng nó như uyển chuyển. Ở đây là cặp quốc lộ 80 cho nên xe chạy hơi ồn một xíu. À, bây giờ là 5 giờ rồi đó mọi người, buổi chiều cho nên hơi tối và đài phát thanh đã quang lên. Thôi mình xin chốt lại hai cái cây này là cây bông giấy Mỹ gốc lâu năm. Cây phía bên đây là 50 triệu, cây phía bên đây là 60 triệu. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới và em sẽ gửi đến chủ của cây kiểng bonsai này để liên hệ đến mọi người để có được sự thương lượng, để có được cái giá tốt nhất. Bye bye, chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.